Đây là những gì còn lại của ngôi làng với 11 nóc nhà thuộc thôn 1 xã Trà Leng. Một cơn lũ quét mang theo đất đá xóa xuống ngôi làng chiều ngày 28 tháng 10. 33 người đã được cứu sống tại chỗ. Những ngày qua, lực lượng chức năng đã dùng phương tiện cơ giới lẫn thủ công để tìm lật từng hòn đá. Cưa từng mảnh ván của xác ngôi nhà để tìm thi thể những người mất tích. Và rồi, lần lượt những thi thể đã được tìm thấy trong chính ngôi nhà của họ. Thêm một thi thể của nạn nhân là người lớn cũng vừa được lực lượng chức năng tìm thấy trong một ngôi nhà, và dự báo rằng là khả năng là nhiều thi thể đang còn nằm trong ngôi nhà đó. Một khung cảnh tang thương, nỗi đau tột cùng đang bao trùm lấy ngôi làng nhỏ nhỏ vốn yên bình này. Ở hai xã Trà Vân và Trà Leng, những người không may tử nạn đều là bà con trong dòng họ. Gia đình ông Hồ Văn Đề là gia đình chịu nhiều tang thương nhất. Ông mất tới 8 người thân. Con rể ông, anh Lê Hoàng Việt, bí thư xã Trà Leng cũng chưa tìm được thi thể. Còn đây là ngôi mộ con trai ông Đề. Ông không thể khóc nữa vì nước mắt đã cạn. Ở cho thả nhà cửa sạt lở hết con nè, không còn gì nữa. Yeah. Tài sản mất hết rồi, cả người cả tài sản, nhà cửa mất sạt hết rồi. Trong khoảnh khắc tai họa ập đến, có những người may mắn thoát chết. Chị Hồ Thị Thanh Lâm sống sót. Thế nhưng, những người thân thuộc nhất đã không còn. 3 ngày trôi qua, trong hoảng loạn, kiệt sức, chị vẫn đổi mưa để đón đợi những thông tin về người thân của mình. Lũ rồi đá, đất nước, lũ xuống từ trên kia mà tới, cho nên tất cả rồi tôi chạy, anh em bà con rồi con cháu chết hết rồi, chưa tìm thấy được. Bức ảnh đông đủ cả gia đình. Thế nhưng sau trận lở đất, giờ chỉ còn lại 3 đứa trẻ bơ vơ. Em nữ sinh này học nội trú nên may mắn thoát nạn. Em phải chịu tận cùng đau thương khi nắm mộ này có cả cha và mẹ em. Tôi đã có nhiều năm đi làm ở miền núi gắn với cái giải đất miền Trung này, nhưng chưa bao giờ tôi trải qua một cái cảm giác kinh hoàng, đau đớn và tang thương như thế này. Những cuốn sách vở đã bị nhòe nát. Trong lòng đất này, có những đứa trẻ sẽ mãi mãi không được cấp sách đến trường.